Khu du lịch Đại Nam có gì khiến bà Phương Hằng cấm tiệc nghệ sĩ bén mảng? Sau khi vợ ông Dũng Lò Vôi tuyên bố cấm cửa nghệ sĩ, nhiều người tò mò không biết tại khu du lịch Đại Nam có gì hoành tráng và hấp dẫn đến vậy. Thời gian vừa qua, hàng loạt lùm xùm giữa bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng Lò Vôi với nhiều nghệ sĩ Việt thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Trong buổi livestream gần đây, nữ đại gia đã tuyên bố cấm cửa các nghệ sĩ đến khu du lịch Đại Nam để quay phim, chụp hình. Nhân danh là bà Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, từ hôm nay, tôi cấm tất cả giới văn nghệ sĩ đến Đại Nam để quay phim, chụp hình, làm cảnh. Hơn 10 năm nay, giới nghệ sĩ nhờ tôi rất nhiều để đến Đại Nam quay phim, chụp hình, làm kịch, làm hài, làm đủ thứ. Từ ngày hôm nay, tôi tuyên bố sẽ không hỗ trợ bất cứ dịch vụ nào với giới văn nghệ sĩ, kịch sĩ nếu họ đến Đại Nam, bà Phương Hằng nói. Sau khi bà Hằng tuyên bố, nhiều người tò mò không biết tại khu du lịch Đại Nam có gì hoành tráng và hấp dẫn đến vậy. Được biết, khu du lịch Đại Nam khởi công xây dựng năm 1999 và chính thức khai trương vào năm 2008. Nó nổi tiếng là khu du lịch có diện tích lớn nhất Đông Nam Á, được chia thành 5 khu vực lớn gồm trường đua, đền thờ, vườn bách thú, biển nhân tạo và khu vui chơi giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn. Khu vực trường đua Đại Nam, đây là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất tại khu du lịch Đại Nam. Được xây dựng trên diện tích 60 hectare trong khu du lịch và được đưa vào hoạt động ngày 29 tháng 1 năm 2017. Vào các ngày cuối tuần và lễ Tết, đây thường là nơi tổ chức các giải đua lớn nhỏ, thu hút rất nhiều khán giả đến theo dõi. Khu vực này là công trình phức hợp đầu tiên ở mảng thể thao tại Việt Nam, có sự kết hợp của 5 loại hình gồm đua ngựa, đua mô tô, go-ka, jet ski và biểu diễn flyboard. Trong đó, go-ka, bước đi cơ bản để tham gia được giải đua xe F1 chuyên nghiệp lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam thời điểm khu du lịch mới khai trương. Khu vực đền thờ, nơi đây nổi bật với hoa viên Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng là nơi diễn ra nhiều lễ hội tầm cỡ quốc gia như lễ chào mừng Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc, Vơ Sắc cùng các màn trình diễn đặc sắc vào các dịp đại lễ. Khách vào đền thờ được yêu cầu mặc trang phục kín đáo, lịch sự, không đội mũ nón hay mang hành lý rườm rà, không được sờ chạm di chuyển vật phẩm thờ cúng, không chụp ảnh hay mở thiết bị gây ồn. Vườn bách thú được ghi nhận là mô hình đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với chủng loại đa dạng, bao gồm cả những loài thú quý hiếm và đang có nguy cơ tuyệt chủng như hồ Đông Dương, nai cả tông. Bãi biển nhân tạo, bãi biển với làn nước trong xanh, có các lâu đài cùng các đảo nhỏ và hệ thống tạo sóng mang lại cảm giác chân thật nhất cho du khách như ở biển tự nhiên. Khu vui chơi giải trí, sở hữu 40 trò chơi ở nhiều cấp độ khác nhau, nhẹ nhàng có, mạo hiểm có nên khu vui chơi Đại Nam thu hút lượng lớn khách ghé thăm. Bên cạnh đó, khu du lịch Đại Nam còn được ghi nhận các kỷ lục khác như bức trường thành dài nhất, sở hữu đền thờ lớn nhất, núi nhân tạo dài nhất, biển nhân tạo lớn nhất, vườn thú thiết kế mở đầu tiên tại Việt Nam.